Thái Ngọc Bích sinh năm 1987 và từng là cựu sinh viên khoa diễn viên kịch, điện ảnh của trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Với việc sở hữu ngoại hình đáng yêu, cùng sự tự tin, ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, cô đã được góp mặt trong loạt dự án phim như Có Đuôi Gà, Gia Tài Bác Sĩ, Anh Em Nhà Bác Sĩ, Hát Ca Bồng Bềnh. Thái Ngọc Bích tham gia đóng phim từ ngay khi còn ngồi ghế nhà trường, sau này cô thử sức với vai trò ca sĩ và thu được sự chỉ đạo từ chính Phan Đinh Tùng. Sau khi ra trường, ngoài theo đuổi công việc diễn xuất, Thái Ngọc Bích còn thử sức với vai trò ca sĩ. Ít ai biết rằng, thời thế hệ lấn sân sang ca hát, Thái Ngọc Bích chính là học trò cưng của Phan Đinh Tùng. Sau quá trình học tập từ đàn anh nhiều hải nghiệm, lớn hơn 12 tuổi, Thái Ngọc Bích đã trình làng mạc hàng loạt vật phẩm như Lỡ Lầm, Định Mệnh Anh Và Em, Tình Lạnh. Được đánh rét là một giọng ca triển vọng, có thời điểm Thái Ngọc Bích xuất hiện chi chít trên các chương trình ca nhạc của. Đến cuối năm 2011, Thái Ngọc Bích gây xôn xao khi xác nhận đính hôn với Phan Đinh Tùng. Cô cho biết cả hai đã âm thầm tìm hiểu, yêu mến nhau trong suốt 4 năm. Đến tháng 2 năm 2012, Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích chính thức tổ chức đám cưới và thu được sự chúc phúc của gia đình, đông đảo các nghệ sĩ trong làng mạc giải trí. Đám cưới của Thái Ngọc Bích, Phan Đinh Tùng từng hấp dẫn nhiều sự lưu ý của giới truyền thông. Lúc thế hệ về bình thường một nhà, giọng ca Bởi Vì Anh Yêu Em và bà làng mạc kém cỏi xuyên đi diễn bình thường. Nhưng từ khi có con đầu lòng, Thái Ngọc Bích rút khỏi làng mạc giải trí và đôi khi thế hệ cùng chồng đi sự kiện để hội ngộ anh em thân thiết. Trong những lần chia sẻ với truyền thông về cuộc sống sau hôn nhân, Thái Ngọc Bích vẫn khẳng định cô vẫn còn niềm đam mê diễn xuất, ca hát. Tuy nhiên để dung vấn cho tổ ấm, Thái Ngọc Bích chọn việc hướng tới gia đình và là hậu phương vững chắc cho Phan Đinh Tùng. Suốt hơn 7 năm gắn bó, hiện tại Thái Ngọc Bích và Phan Đinh Tùng vẫn giữ lửa hạnh phúc và có cuộc sống đủ đầy, nhiều người phải ao ước. Sau khi về bình thường một nhà, Thái Ngọc Bích sớm dừng công việc diễn xuất, ca hát. Thỉnh thoảng cô đi em dân cùng ông làng mạc và gây bất ngờ bởi bề ngoài trẻ trung, hạnh phúc. Tổ ấm hạnh phúc của Thái Ngọc Bích và Phan Đinh Tùng.